Vâng, hôm nay trong cái không khí đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 thì tôi rất là phấn khởi được thông báo đến các bạn một tin vui, đó là hôm nay công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, đồng thời là trao tặng đến bạn Mạnh một cái quyết định tặng thưởng của công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung Thực Group quyết định về việc tặng thưởng cổ phần sở hữu ESOP cho nhân viên Nguyễn Văn Mạnh, số cổ phần 5.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng, giá trị cổ phần 50 triệu đồng. Công ty sở hữu công ty cổ phần. Hôm nay em rất là vui sướng và bất ngờ vì công ty đã dành cái phần thưởng này cho mình. Đi làm rất nhiều nơi rồi nhưng mà chưa có nơi nào có chế độ đãi ngộ tốt như vậy. Công ty làm việc rất chuyên nghiệp, rất là thân thiện, rất tôn trọng nhân sự và đúng như cái tên trung thực, đó là trung thực với khách hàng, trung thực với nhân viên và trung thực với đối tác.